Các bạn ơi, hôm nay là ngày rất là đẹp nhé. Và ngày hôm nay Valley Store sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm vô cùng là đặc biệt. Đây, đây chính là chiếc siêu phẩm của chúng ta, 028 Daisubushi, Daisubushi 028. Vô cùng là sang trọng, vô cùng là đặc biệt. Và nó cho chúng ta một cảm giác cực kỳ là sang trọng, lịch lãm. Các bạn có thể nhìn quan sát xung quanh cái vali này. Chưa nói đến chất liệu các bạn nhé. Chưa nói đến chất liệu này vô cùng đặc biệt. Nó có khả năng chịu xung lực, chống xước, chống nước, chống bụi bẩn. Và đặc biệt là nó được thiết kế cực kỳ là tinh tế, tinh tế đến từng chi tiết các bạn ạ. Các bạn có thể quan sát từng cái tiếng miếng mạ chrom được làm bằng titan, sáng bóng, chống xước và chống rỉ. Các bạn có thể thấy khung viền của vali này được mạ chrom cực kỳ sáng bóng và được bắn đinh vào đây trông rất là chắc chắn. Thương hiệu thì được gắn ở trên vali luôn. Khóa được làm bằng titan. Khóa này là khóa TSA các bạn nhé. Khóa TSA. Cần kéo cũng vậy các bạn ạ. Cần kéo trông dạng sáng bóng, cực kỳ sáng bóng. Và cái miếng này các bạn ạ là bằng cao su non, cực kỳ êm, cực kỳ mềm, không bị đau tay khi các bạn xách. Bên trong vali các bạn nhé. Nội thất chiếc vali này thì được thiết kế trông rất là bắt mắt để mình có thể bỏ những cái đồ linh tinh này trong này ra. Và đây các bạn có thể quan sát đây. Nó có hai ngăn lớn. Một ngăn là mình nghĩ là nó là để đồ sạch các bạn ạ. Đồ sạch, và một ngăn là để đồ bẩn. Riêng biệt. Đây là của hãng người ta thiết kế. Và bên ngoài vali thì bên ngoài cái lớp lót này được gắn logo này, thương hiệu Daisubushi Shin 1996. Bên này có khóa đai chữ X. Đây có khóa đai chữ X đây, để đồ đây các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc vali này. Nó cực kỳ chắc chắn các bạn ạ. Mình sẽ thử đứng lên cái chiếc vali này có được không các bạn? Mình sẽ thử đứng lên cái chiếc vali xem. Hơi khó nhỉ, mình có thể nhờ ai có thể đứng lên. Đây mình có thể ngồi lên chiếc vali các bạn nhé. Mình ngồi lên chiếc vali này.